Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại Quyền Lê Vung, đến nhà vườn của chị Bích Nhung nha. Sẽ có một số linh sam quý cô chú anh chị em. Đặc biệt hôm nay có sam tím than ha. Và những cái dòng khác giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh Pháp Thái Tư Vi. Chị Nhung gửi lời chúc sức khỏe quý cô chú và anh chị. Cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị luôn tin tưởng nhà vườn của Bích Nhung và ủng hộ nhà vườn của Bích Nhung hay quý cô chú anh chị. Số điện thoại bên nhà vườn của em là 0334270232, đó cũng là số Zalo. Nếu mà trong quá trình mình quay thì cây không rõ nét, quý cô chú có thể mình liên hệ qua Zalo để em điểm thêm hình ảnh cho mình rồi tham khảo hay quý cô chú anh chị. Hôm nay em cũng muốn giao lưu quý cô chú mình là 29 tác phẩm. Rất mong quý cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ nhà vườn. Hôm nay thì em sẽ một cái ký hiệu A luôn hay quý cô chú, để mình không bị nhầm lẫn cái mã số ha của cái ngày. Rồi trước mặt của mình là một cây trang sen Nhật nha. Cây cũng đã được ép chậu và cây thuần chậu sống khỏe, cây đang full hoa luôn quý cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 24, tán ngang là được 26. Hoành thân em đo ở vị trí này là được 21 nha quý cô chú anh chị. Củ thì em không có đo hoành củ nha, củ nó rất là to, để em lao hoa thử. Kẹo búp hết trơn của anh chàng. Hoành củ của cây là được 44. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển và bao luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này mình để gì là mình ngắm thôi quý cô chú ơi. Cái dòng sen Nhật thì nó rất là lâu tàn nha. Lâu tàn, rất là lâu tàn, nó tầm từ bắt đầu nở tới nó tàn luôn là tầm 2 tháng nó mới hết hoa ha. Nhưng mà nó xuyên hoa nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 25, tán ngang là được 25. Hoành thân ở vị trí này là được 24 nha quý cô chú anh chị. Đế cũng khá ha. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000. 600.000 đồng sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú. Đi cây đi cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây sam Indo nha quý cô chú anh chị. Cái này là đá em sắp nha quý cô chú. Không, em không có ái nha, em chỉ sắp vô đây thôi. Thì trong quá trình đi lỡ nó có rớt ra thì mình về mình gắn lại được bình thường ha. Chiều cao được là 18, tán như thế này là được 16, tán bay ra như thế này là được 19. Hoành cổ của cây là được 6 nha. Nó gần 7 mình tính 6 nha quý cô chú anh chị. Đế khá quá ha. Hoành đế đây em đo là được 12. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú là 400.000. Mã 3A nha quý cô chú anh chị. Bên hôm nay em ký hiệu là 3A số có thêm chữ A nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 4, 4A là một cây cần thân nha. Cần cù thân tiến nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là được 12, dòng này là mini để bàn nha. Chiều ngang của cây là được 15, tán đổ xuống đây là được 28. Hoành thân thì tầm ngón tay thôi quý cô tú cô chú ơi, ngón tay út của em thôi nha. Nhưng mà rễ quắn ha, rễ quái. Điểm đo cái bệ rễ nha. Bệ rễ của cây là được 24, tổng bệ rễ là được 24. Mã số 4A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã 5A. 5A cũng là một cây cần thân luôn nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 12, tán ngang như thế này là được 17, tán xuống như thế này em đo là được 29. Hoành thân thì tầm ngón tay trỏ của em thôi nha. Đế khá quá ha, hoành đế của cây là được 20. Rồi mã 5A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình, bao luôn cả chậu nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 6A. 6A là một cây mai chiếu thủy ha. Đây là trung nu nha. Da đen nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là được 30, tán ngang như thế này em đo là được 21, tổng cái tán như thế này em đo là được 47. Hoành thân em đo trên vị trí này là được 19, tổng bề đế của cây là được 36, 35 nha quý cô chú anh chị. 35.
Rồi mã số 6A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cây đuôi đi cả chậu nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 7A. 7A là một cây linh sam 86 có một cái dáng đổ nha. Chiều cao của cây là được 35. Tán ngang của cây là được 20. Tổng tán như thế này em đo là được 57. Quanh eo trên đây là em đo là được 15 ha. Xuống đây một cái củ đặt ở dưới đây là được 26. Mã 7A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cây đi cả chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 8A là một cây sung nếp nha. Dòng này sung này thì nó rất là xiên trái nha. Vì nó hết trái là nó ra trái tiếp tục quý cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 40. Tán ngang như thế này là được 33. Hoành thân là được 16. Cây đang có trái nha. Rồi mã số 8A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000. 250.000 em sẽ đi luôn cả chậu, cái chậu này chậu mũ nha. Có đi thì nó bể thì cũng thông cảm nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 9A. 9A là một cây sung nếp luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là được 40. Tán ngang là được 40. Hoành thân là được 18 nha quý cô chú anh chị. Mã số 9A này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10A là một cây dâu tầm siêu trái nha. Chính đỏ rực quên chèm. Dòng này nó rất là dễ có trái nha quý cô chú. Mình về mình chỉ cần xuống lá là có trái, xuống lá là có trái ha. Chiều cao của cây này là được 39. Tán ngang như thế này là được 37. Hoành thân là được 7 nha quý cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 33. Rồi mã số 10A này em xin giao lưu quý cô chú mình là 300.000. 300.000 em sẽ bao phí vận chuyển. Bao luôn cả chậu nha, cây trái này về mình ăn trái được nha quý cô chú anh chị. Trái nó có vị chua ngọt ha. Rồi tiếp theo mã số 11 là một cây sam tím than. Cái dòng tím than cái bông nó thơm nhẹ nha. Thơm rất là dễ chịu nha. Mặt hoa thì đậm ha. Chiều cao của cây này là được 33. Tán ngang của cây là được 21. Tổng cái tán như thế này em đo là được 45. Hoành thân em đo trên đây là được 6 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân ở trên vị trí này là 6. Ở dưới này em đo là được 8 nha. Ở dưới là được 8. Rồi mã số 11A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 450.000. 450.000 cho cây linh sam tím than nha quý cô chú anh chị. Mặt hoa tím than thì nó rất là đậm ha. Tiếp theo mã số 12A. 12A là một cây linh sam tím than luôn nha quý cô chú. Cây thì đang cho hoa trên cây ha. Chiều cao của cây là được 28. Tán ngang như thế này là được 23. Tổng cái tán như thế này em đo là được 50. Hoành thân là được 8 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân được 8 ha. Rồi mã số 12A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển bao trọn bộ cho mình như thế này luôn nha quý cô chú. Cái này thì em sẽ có một thêm một cái dĩa để dưới này nữa ha. Để mình để bàn nha quý cô chú. Nó sẽ có một cái trọn bộ combo, nó là có thêm một cái dĩa ở dưới cái chân ha. Tiếp theo mã số 13A là một cây linh sam song hình. Dáng bài lắc quên chèm. Cây đang cho lọc ở trên cây ha. Cây này về nhà tầm ít hôm là nó ra bông nhiều lắm nha quý cô chú. Đang cho lọc nha. Chiều cao của cây này là được 42. Tán ngang như thế này là được 20. Tán em đo ra như thế này là được 49 nha. Nguyên một nồi đặc quý anh chị. Cái cổ này em đo là được 15. Tổng như thế này em đo là được 30. Tổng cái hoành đế của cây là được 52. Mã số 13A này em xin giao lưu là 700.000. Cây đi rút chậu bó bầu nha. Cây này thì cái chậu này thì cái chậu sành, chậu xi măng cho nên là nó nặng quá, em sẽ đút chậu bó bầu cho mình nha quý cô chú anh chị.
700 ngàn đồng cho mã số 13A cây sam song hình nha quý cô chú. Tiếp theo là mã số 14A là một cây sam hương. Có một cái dáng đổ nha. Cây khá quá nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây này là được 34. Tán ngang như thế này em đo là được 29. Tán này em đo xuống gì đi quý cô chú ơi. Đo mình hình dung ha. Cái tán em đo xuống như thế này là được 53. Tay cành là khá già ha. Xù xì. Lắc lượng quý anh chị em. Quanh này nó vướng mấy cái nu quá chừng luôn quý cô chú ơi. Em không biết đo như thế nào ha. Em đo như vậy đi là được 18 nè. Xuống dưới này em đo như vậy đi là được 30, được 30 nha quý cô chú. Xuống đây là được 30. Này tay cành khá là già rồi nha. Tay cành khá già. Mã số 14 cây sam hương em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.600.000 đồng. Cây đi rút chậu bó bầu đóng thùng cho mình nha quý cô chú. Vì cái chậu này nó quá nặng với gia lại nó cao quá em đóng vô thùng không lọt ha. Tiếp theo mã số 15A là một cây vạn niên tùng nha. Vạn niên tùng. Cây này có một cây có trái. Không biết cây nào có trái. Chiều cao của cây này là được 59. Tán ngang là được 33. Hoành thân của cây là được 7 nha quý cô chú anh chị. Thân thì lắc lượng ha. Như một con rồng. Dáng lông ha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ ship luôn cả chậu cho mình nha. Cái chậu này chậu mũ nha quý cô chú anh chị. 350.000 cho cây vạn niên tùng mã số 15. Cây này có trái à. Tiếp theo mã số 16 là cũng là một cây vạn niên tùng luôn. Có một cây nó có trái. Cây này có trái. Đây là cái cây tùng này là tùng trái nha. Tùng này là tùng trái. Tùng này là chắc bông quá. Thấy chưa ra trái. Chiều cao của cây này là được 65. Tán ngang như thế này là được 38. Hoành của cây là được gần 8 nha. Mình tính 7 thôi quý cô chú. Cây nó có một cái củ đế nó quắn ở dưới này quý cô chú ơi. Rồi mã số 16A này em xin giao lưu quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Cây này là cây tùng trái nha quý cô chú chị. Tiếp theo mã số 17A là một cây ổi nha. Một cây ổi lá trung. Cây đang có trái. Cây có trái. Dòng này mình về mình ăn trái được nha. Rất là ngon nha. Chín nó thơm lắm nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 42. Tán ngang như thế này là được 28. Em đo theo cái dòng cung đi quý cô chú ơi. Theo cái dòng cung như thế này là được 64. Hoành thân của cây là được 16 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 17A này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 900.000 đồng. 900.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú. Bao luôn cả chậu nha. Tiếp theo mã số 18A cũng là một cây ổi tàu luôn. Một cây ổi tàu lá trung nha. Cây cũng đang cho trái trên cây nha quý cô chú. Chiều cao của cây này là được 10, được 37. Tán ngang như thế này là được 26. Em đo theo cái dòng của nó như vậy là được 86. Lắc lượng của anh chị em. Hoành thân là được 16 luôn nha quý cô chú. Thân thì cây có đế nha. Mã số 18A này em xin giao lưu quý cô chú mình là 1.200.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu nha. Cây này về mình chỉ cần để gì mình ngắm ăn trái luôn quý cô chú ơi. Tiếp theo mã số 19A là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha. Cây cũng cây này nó mới vừa rớt một đợt hoa. Đang cho búp quý anh chị em. Chiều cao của cây này là được 56. Tán ngang như thế này là được 25. Tổng cái tán như thế này là được 39. Được ghép cái tượng ông thọ quý anh chị. Hoành của thân của cây là được 7 nha quý cô chú. Cây thì cũng có đế nha. Khá đế ha. Cây này nó già lắm rồi. Nó nhỏ nhưng mà nó già lắm rồi quý cô chú ơi.
Mã số 19A này em xin giao lưu quý cô chú mình là 600.000 đồng. Em sẽ đi chọn bộ như thế này cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. 600.000 đồng cho mã số 19A. Tiếp theo mã số 20A. 20A là một cây me chua, có một cái dáng thú nha. Cây rất đẹp quý anh chị em. Già, cây khá là già ha. Phơm tàn thì ấm mịn hết rồi. Chiều cao của cây là được 50. Tán ngang như thế này là được 42. Tổng cái tán như thế này là được 60. Bồ đế bỏ rất là khá đẹp, là già ha. Hoành thân ở vị trí này là được 21 nha. 21. Bề rễ của cây là được 80. Rồi mã số 20A này em xin giao lưu quý cô chú mình là 1.800.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển nha. Giống như một con thú anh chị. Cây này em sẽ bao luôn cả chậu cho mình nha quý cô chú. Về mình chỉ cần để gì mình ngắm thôi. Đợi ngày ra trái cái lá me thì mình nấu bên chua được nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 21A là một cây me chua luôn. Thân có một cái thân lắc mà tông trực ha. Cành rớt này sau này mình nuôi nó sẽ rớt xuống rồi nó sẽ đẹp ha, có duyên ha. Chiều cao của cây này là được 54. Tán ngang là được 20. Tán như thế này là được 34. Hoành thân là được 15 nha quý cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 46. Mã số 21A này em xin giao lưu là 600.000. 600.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển, bao luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 22A là một cây me chua luôn. Có một cái dáng đổ ha. Thân thì lắc. Me thì cái lá của nó mình vẫn nấu canh chua ăn được. Chiều cao của cây là 33. Tán ngang như thế này là được 23. Tán đổ xuống là được 45. Em đo một cái tay ở đây là một cái cành như thế này là được 8 nha. Còn cái củ ở đây để em đo là được 32. Củ đặt ở dưới đây là được 36. Rồi mã số 22A này em xin giao lưu là 600.000 đồng. 600.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển và bao luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. 600.000 đồng cho mã 22A cây me chua. Tiếp theo mã số 24 là một cây linh sam siêu hoa. Ủa này song hình quý cô chú ơi, em lộn, song hình nha. Một siêu phẩm của anh chị em. Song hình. Cái cây này nó có một cái vết lũa ở đây, mình về mình có thể là tạo cái vết làm lũa luôn cũng được nha. Vì cây cũng đã sống khỏe rồi. Cứ yên tâm nha, cây đang cho hoa rất là nhiều nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 68. Cái cành rớt xuống như thế này em đo là được 50. Cái tán như thế này em đo là được 23. Đang cho hoa xum xê quý anh chị em. Hoành ở đây em đo là được 22 quý cô chú ơi. Hoành thân ở đây là được sao nó rớt vậy. Hoành thân ở đây là em được 22. Hoành cũ là được 43. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu quý cô chú mình là 450.000. Em sẽ đi như thế này cho mình nha quý cô chú. Em sẽ ốp tàn lại ha. 450.000 cho mã số 23 cây sam song hình nha. Tiếp theo mã số 24 là một cây khế gân nha. Chiều cao của cây là được 45. Ôi, xin lỗi. 49 quý cô chú ơi. Chiều cao là được 49, tán ngang của cây là được 29. Tán bay ra đây là được 56. Hoành thân là được 20 ha. Đế khá nở nha. Đế thiệt là to luôn. Hoành đế thì nó nở. Rồi mã số 24A này em xin giao lưu là 300.000. Cây đi em sẽ rút chậu bó bầu cho mình nha quý cô chú. Chậu này chậu mũ cho nên em bảo vệ cái cây mình phải rút chậu ha. Tiếp theo mã số 25A. 25A cũng là một cây khế gân luôn. Cây đang cho lọc. Cây đang cho hoa. Chiều cao của cây này là được 25. Tán ngang của cây là được 35. Tán bay ra đây là được 52. Mấy cây này mình về mình ăn trái cũng được nữa quý cô chú ơi. Chiều hoành của cây là được 21. Hoành thân của cây là được 21 ha. Mã số 25 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000. 25A.
300 ngàn đồng em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Những cái cây này đi em sẽ ốp tàn lại nha, vậy quý cô chú mình bẻ ra. Rồi tiếp theo mã số 26A, 26A gọi là một cây khế luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng đang cho lọc, chuẩn bị ra trái ha. Dòng này nó già rồi cho nên là nó mau ra trái lắm. Chiều cao của cây này là được 71, tán như thế này là được 56. Hoành thân ở trên vị trí này em đo là được 24. Rồi mã số 26A em xin giao lưu là 300 ngàn. Cây đi rút chậu bó bầu ha, bao phí vận chuyển cho mình. Tiếp theo mã số 27A, 27A là một cây khế ghe gân luôn nha quý cô chú. Cây đang cho hoa quý chị em. Mấy cái cây này về là nó cho trái hết quý cô chú ơi. Chiều cao của cây này là được 58. Tán như thế này em đo là được 61. Tán ngang như thế này là được 27. Hoành thân của cây là được 18. Mã số 27A này em xin giao lưu là 300 ngàn. 300 ngàn em sẽ bao phí vận chuyển và bao luôn cả cây này em rút chậu quả bầu nha quý cô chú. Tay cành múa rất là đẹp anh chị em. Tiếp theo mã số 28 là một cây hồng hường nha quý cô chú. Màu này là hồng hường ha. Cây thì sống khỏe rồi. Cây đang bắn tược rất là mạnh quý anh chị em. Cây cũng cho nụ lắc đác rồi ha. Chiều cao của cây là được 90, được 1 mét quý cô chú ơi. Chiều cao là được 1m05 nha. Chiều cao là được 1m05. Tán ngang của cây là được 90. Tàn rất là tròn. Cây khá già rồi ha quý cô chú. Hoành thân là được 14 nha. Thoát thân của cây là được 32. Rồi mã số 27, 28. 28A em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300 ngàn em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây này là đi chậu nhựa cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 29A. 29A cũng là một cái cây cuối clip hôm nay nha quý cô chú anh chị. Cũng là một cây hồng hường luôn ha. Đây là những cái mặt hoa nó chuẩn bị ra cho mình nè nha. Tàn rất đẹp quý cây này thì em đã nuôi thuần chậu sống khỏe rồi quý cô chú nè, mình cứ yên tâm ha. Cây thì em xử lý đất xong hết rồi. Chiều cao của cây này là được 97. Tán ngang của cây là được 78. Tán ngang của cây là được 82. Hoành thân của cây là được 13. Thoát thân của cây là được 27. Mã số 29 em xin giao lưu quý cô chú mình là 300 ngàn. 300 ngàn em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 29, cây hồng hường này em cũng kết thúc clip hôm nay ha quý cô chú. Rất mong quý cô chú mình xem clip và ủng hộ nhà vườn. Trong quá trình quay có gì sơ suất thì cũng thương tình bỏ qua cho nhà vườn của Bích Nhung nha quý cô chú anh chị. Mến chào và hẹn quý cô chú anh chị clip sau ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Bích Nhung nha.